Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người Quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vào ngày 21 tháng 4 vừa qua, một trong những sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của dư luận thế giới chính là thông điệp liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Không chỉ vạch ra chương trình nghị sự của nước Nga trong năm 2021, thông điệp liên bang lần này của Tổng thống Putin còn được đánh giá là đã phác họa những nét cơ bản cả về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của nước Nga trong tương lai. Được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây tiếp tục căng thẳng, những nội dung của thông điệp liên bang lần này được dư luận đặc biệt quan tâm. Và để có được những phân tích cụ thể về thông điệp của Tổng thống Nga, chương trình Người Quan sát ngày hôm nay đã mời tới trường quay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, chuyên gia về Nga và các nước Đông Âu. Và xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Đăng Phát, tổng biên tập tạp chí Bạch Dương. Xin được cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Và trước khi bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những nội dung cơ bản trong thông điệp liên bang lần thứ 17 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đúng 12 giờ trưa ngày 21 tháng 4 theo giờ Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc thông điệp liên bang năm 2021 trước Quốc hội Liên bang Nga. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình lớn của Nga, trên các màn hình lớn tại những nơi công cộng trên khắp nước Nga và có sự theo dõi sát sao của báo chí. Trong thông điệp kéo dài 1 giờ 18 phút, Tổng thống Putin nhấn mạnh khôi phục kinh tế và ổn định cuộc sống người dân là nhiệm vụ trọng tâm của nước Nga trong giai đoạn hiện nay. Ông Putin cũng yêu cầu chính phủ chuẩn bị các giải pháp nhằm ổn định cuộc sống và tăng thu nhập cho người dân. Ông cũng nêu nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nâng cao tỷ lệ sinh nở, hỗ trợ giáo dục, khuyến khích đầu tư tư nhân và phát triển cơ sở hạ tầng. Về tình hình phòng chống dịch COVID-19, người đứng đầu nước Nga khẳng định Nga sẽ đạt miễn dịch cộng đồng vào mùa thu năm nay, đồng thời kêu gọi người dân Nga tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, với tư cách là một trong những nước sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới, Nga sẽ nỗ lực hơn nữa cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và phát triển công nghiệp tái tạo carbon. Ông Putin cũng đặt mục tiêu lượng phát thải khí nhà kính của nước này sẽ ít hơn các nước EU trong vòng 30 năm tới. Đề cập đến quan hệ căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây trong thời gian gần đây, Tổng thống Putin hy vọng sẽ không có nước nào vượt qua làn danh đỏ trong mối quan hệ với Nga. Nga sẽ có phản ứng nhanh chóng và kiên quyết với những hành động làm phương hại lợi ích quốc gia Nga. Moscow chủ trương xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và sẵn sàng đóng góp tích cực vào các vấn đề chung của thế giới. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, trong thông điệp liên bang lần này thì phần lớn cái thời gian ông Putin dành để đề cập đến những cái vấn đề hướng tới người dân Nga, ví dụ như là hỗ trợ người dân phục hồi được sau đại dịch COVID-19, hoặc là những cái hỗ trợ nâng cao tỷ lệ sinh nở, thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu khoa học. Vậy thì ông đánh giá ra sao về cái sự ưu tiên này của Tổng thống Nga Putin? Trước hết tôi cảm ơn phóng viên đã có một câu hỏi rất thú vị. Thú vị ở cái chỗ nào là cả thế giới trước ngày 21 tháng 4 vừa qua, họ dõi theo nước Nga với một cái sự quan tâm rất lớn. Tổng thống Putin sẽ phát biểu cái gì? Và họ kỳ vọng rằng là cái thông điệp đầu tiên mà Putin đưa đến ấy là vấn đề sự nóng lên ở biên giới phía Tây, Ukraine, Crimea và những bên liên quan. Nhưng không, Putin dành rất lớn, chủ yếu thời gian lại nói về vấn đề đối nội. Thì để thấy mà đây là vấn đề rất Putin rất là ưu tiên trong cái chương trình nghị sự của mình trong suốt năm 2021 và những năm tiếp theo. Điều này nói lên cái gì nữa? Putin rất thực tế, không viển vông. Ông rất sòng phẳng, ông không che đậy những cái khó khăn của nước Nga và ông thừa nhận những khó khăn của nước Nga ngày nay và chỉ thị cho Thủ tướng trong vòng một tháng thôi và các cơ quan liên quan phải thực thi cho được những cái việc này. Đó là những cái việc gì? Đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho nhân dân, cũng như nâng cao cái mức sống của họ, đặc biệt là cái tỷ lệ sinh nở. Và kèm theo đó là rất nhiều chính sách, và đặc biệt nâng cao cái mức sống của nhân dân, đặc biệt những người dân mà ở cái mức khó khăn.
gọi là gì, hỗ trợ doanh nghiệp người vừa và nhỏ, và một cái cuối cùng nữa đề cập về công nghệ chuyển đổi số. Nước Nga trong vòng 10 năm gần đây thì phải nói rằng là họ đã rất thành công trong vấn đề khoa học kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt công nghệ số. Putin nói rằng thế kỷ 21 ai nắm được trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số nhanh, người đó sẽ nắm chủ thế giới. Thì tôi cho rằng đấy là cái mà Putin dành ưu tiên cao, rất thực tế, rất sòng phẳng và rất kiên quyết cái này. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn. Và thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát ạ, như chúng ta đã biết thì Nga là quốc gia đầu tiên đăng ký vaccine ngừa virus SARS-CoV-2. Và trong cái thông điệp liên bang lần này thì ông Putin cũng khẳng định rằng Nga sẽ đạt miễn dịch cộng đồng vào mùa thu. Vậy thì ông nghĩ ra sao về cái khẳng định này của Tổng thống Nga Putin? Vâng, đúng là Nga thì phát triển vaccine đầu tiên trên thế giới, đăng ký vào ngày 11 tháng 8 năm 2020. Sau đấy đến tháng 10 năm 2020 lại có vaccine thứ hai. Đến tháng giêng năm nay, năm 2021 thì đã có vaccine thứ ba. Và ở Nga thì cái đợt sóng đầu tiên của Covid-19 thì Nga cũng bị rất nặng nề. Nhưng mà sang đợt sóng thứ hai thì cũng đã khống chế được và có những kết quả tốt hơn. Và đợt sóng thứ ba của đại dịch Covid-19 thì ở Nga họ đã làm rất tốt. Và có thể nói là tiêm chủng ở họ, tiêm chủng phòng ngừa vaccine ấy, thì đã bắt đầu từ tháng 12 năm 2020. Nhưng mà lúc đầu thì chỉ dành cho những người ở tuyến đầu chống dịch thôi, các thầy thuốc, các bác sĩ. Và đến ngày 18 tháng 1 năm nay, năm 2021 thì bắt đầu tiêm chủng mở rộng trong toàn dân. Và cái tốc độ tăng dần bởi vì họ sản xuất được vaccine. Và với cái đà này đang được đẩy nhanh nữa thì kết quả cũng sẽ tốt hơn. Và họ đã dự kiến là đến mùa thu, tức là cỡ tháng 9 ấy, thì có khoảng 70% số dân Nga là được tiêm vaccine. Tất nhiên là vaccine nổi của Nga và cũng đã cho thấy kết quả tốt. Và cũng mới nữa là ngày 23 tháng 4 này thì cái người phụ trách cái cơ quan bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng của Nga đấy, cũng chuyên theo dõi về y tế, về dịch bệnh, thì cũng nói là rất lạc quan về tình hình chống Covid ở Nga. Thì bà cũng cho biết là gần đấy cái tỷ lệ người Nga mà mắc bệnh ấy, mắc virus, nhiễm virus ấy, mà thường thống kê trong 100.000 người và cái thời gian trong một tuần ấy thì đã giảm nhiều rồi. Hiện nay khoảng trung bình là 41,6 người trong số 1.000 dân, và trong một tuần ấy, thì đấy là cái chỉ tiêu rất thấp. Và cho đến nay thì kết quả là rất tốt. Và trong thông điệp liên bang của Tổng thống Putin còn nói đến cái khả năng lạc quan như thế, thì là ông cũng đã căn cứ vào những cái phân tích, những cái đánh giá của giới chuyên môn, giới y tế. Vâng, đại dịch Covid-19 là một vấn đề của toàn cầu. Và bên cạnh đó thì vấn đề biến đổi khí hậu cũng là một cái vấn đề mà nhận được sự quan tâm của rất nhiều nước trên thế giới. Và Nga với tư cách là một nước khai thác và sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới thì đã cam kết rằng sẽ nỗ lực trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và tái tạo carbon. Và bản thân Tổng thống Nga Putin thì cũng đã đưa ra một cái thông điệp, đưa ra cái thông điệp này ngay trước hội nghị thượng đỉnh khí hậu. Vậy thì thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, ông nghĩ ra sao về cái điều mà Tổng thống Nga Putin gửi gắm đằng sau thông điệp này? Thứ nhất ấy, cái điều thú vị ở chỗ là nước Nga, ai cũng biết là cái đất nước khổng lồ về sản xuất về dầu và khí, và cũng là đất nước mà xuất khẩu dầu khí lớn. Và điều đấy cũng có nghĩa là gì, là ông, bản thân ông cũng như các nước mà tiêu thụ của sản phẩm dầu và khí của ông ấy, là phát thải lớn, và trách nhiệm đó nó đặt trên nước Nga. Ông không chỉ là ông sản xuất khai thác được cái dầu khí, năng lượng carbon, mà ông còn phải nghĩ cách giảm cái đó chính với bản thân đất nước ông và những cái đất nước mà sử dụng sản phẩm của ông. Nhưng đồng thời ông lại thẳng thắn ông nói rằng ông Mỹ là ông phát biểu, cái phát thải của ông lớn nhất thế giới, cho nên ông là phải làm sao mà ông phải đi đầu trong cái chuyện này. Ông Putin không hiểu, bản thân ông sẽ nỗ lực cố gắng, bởi vì ông là cái người sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới và ông là cái người bán ra cái này cũng là nhiều nhất thế giới, thì ông có trách nhiệm của chuyện này. Trách nhiệm ngay trong chính nước Nga của ông là ông làm sao nó giảm, và trách nhiệm cùng với cộng đồng thế giới, đúng không? Và cũng là nhắc nhở ông Mỹ nữa, ông là cái người mà phát thải lớn nhất đấy. Những cái nước mà lớn như là ông Trung Quốc, ông Mỹ, ông Nga, ông Ấn Độ, một loạt nước sử dụng cái dầu khí nhiều ấy, thì rõ ràng là phải có một cái trách nhiệm cao trong cái cộng đồng quốc tế. Và thì như vậy là gì, là ông ấy nói tóm lại là cái ý nghĩa của cái này là gì, là quốc gia có trách nhiệm, không có chỉ riêng mình mà còn trách nhiệm cao đối với thế giới trong cái chuyện phát thải.
Vâng, cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn. Và thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, trong thông điệp liên bang của mình thì ông Putin đã cảnh báo rằng Nga sẽ có sự đáp trả không cân xứng, nhanh chóng và cứng rắn đối với những nước có cái hành vi đe dọa đến lợi ích quốc gia của Nga. Ông nghĩ ra sao về cái thông điệp này của ông Putin trong bối cảnh mà hiện tại thì các nước phương Tây đang cho rằng Moscow đang điều động một số lượng lớn binh sĩ và khí tài quân sự ở biên giới với Ukraine? Nhưng về tổng thể thời gian qua thì đây là một chủ đề rất lớn mà có một cái chiến dịch truyền thông có thể nói là rất ồn ào từ phía các nước phương Tây cáo buộc Nga như thể là Nga sắp tấn công, đánh chiếm hoặc là đánh vào Ukraine. Thì rõ ràng là chưa xảy ra cái cuộc tấn công nào cả, mà phía Nga khẳng định đây là những cuộc tập trận thường kỳ, những cái cuộc kiểm tra binh lực, sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Và đồng thời Nga cũng cáo buộc ở phía Tây thì lực lượng NATO cũng là tăng cường lực lãnh sức mạnh quân sự, những sự hiện diện của quân và khí tài ở các nước mà giáp với Nga thì Nga luôn luôn phải sẵn sàng. Đấy là một cái việc mà Nga cũng làm đương nhiên. Còn cái lời cảnh báo của Tổng thống Putin trong thông điệp liên bang ngày 21 tháng 4 thì tôi nghĩ cũng thực ra nó cũng không phải là mới. Ông Putin đã nhiều dịp, nhiều lần cảnh báo phương Tây khi mà phía phương Tây có những cái động thái, những cái hành động hoặc là có tính chất tối hậu thư với Nga về mặt quốc phòng an ninh, hoặc là cáo buộc Nga có những cái hành động gây hấn hay là cách hành xử không đúng ở châu Âu, ở Ukraine v.v. Thì trong thông điệp liên bang ngày 21 tháng 4, mặc dù cái phần quốc phòng an ninh, phần chính sách đối ngoại nó chiếm cái tỷ trọng không lớn, nhưng Tổng thống Putin cũng đã đề cập đến bên này và ông có dùng cái chữ là chúng ta phải đặt ra cái giới hạn đó cho các nước phương Tây, và giới hạn đó do chúng ta đặt ra không thể vượt qua cái giới hạn đó đấy trong quan hệ với Nga, trong việc cư xử với nước Nga chúng ta. Thì tôi nghĩ là quan hệ giữa Nga với các nước phương Tây đã, đang và cũng vẫn là tiếp tục có những cái bước căng thẳng, chứ chưa phải là đã được giải quyết một cách ổn thỏa, xóa bỏ mọi nghi ngờ và mọi cái động thái mà có thể nói là kiềm chế lẫn nhau như thời gian vừa qua và hiện nay. Dạ vâng. Đó là quan điểm của nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Còn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn thì sao? Ông có suy nghĩ ra sao về vấn đề này? Tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến của tổng biên tập Nguyễn Đăng Phát. Tôi muốn bổ sung thêm một cái ý nhỏ này. Qua nghiên cứu cái thông điệp liên bang này, và đặc biệt nói về vấn đề đối ngoại, tôi mới càng cảm thấy Putin là bậc thầy làm chủ tình hình. Tức là 21 tháng 4 thì ông đọc cái thông điệp, đúng một phát 24 tháng 4 ra lệnh Shoigu rút quân. Thế giới ngỡ ngàng. Sau khi đọc thông bạc nghe xong thông điệp liên bang xong vẫn chưa biết là tình hình nó còn căng lắm chứ. Bởi vì ông ấy nói là cảnh báo các vị nhé, chủ yếu cảnh báo mấy ông phương Tây ấy, ông không được vượt cái làn ranh đỏ. Mà lại hay ở cái chỗ này mà, tức là ranh đỏ này là do chúng tôi xác định, chứ không phải do các anh. Nước Nga đã sang một trang mới. Nó không chỉ đòi hỏi một nước Nga có trách nhiệm và có tiếng nói bình đẳng trong vấn đề quốc tế như cách đây 10 năm mà Putin vẫn hay nói một cách khiêm nhường, mà bây giờ nước Nga là một nước Nga rất mạnh mẽ. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn và thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Như chúng ta đã biết thì vào cuối năm 2021 này thì sẽ diễn ra cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga. Vậy thì liệu rằng chúng ta có thể coi cái bản thông điệp liên bang Nga lần này của Tổng thống Putin như một cái cương lĩnh chính trị để thu hút sự ủng hộ của cử tri đối với đảng nước Nga Thống Nhất, đảng mà luôn ủng hộ ông Putin hay không, thưa ông? Thông điệp liên bang của Tổng thống Putin vừa rồi rõ ràng là có tính đến cái sự kiện chính trị quan trọng sắp tới. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2021 ấy, thì ở Nga sẽ diễn ra cuộc bầu cử Duma Quốc gia. Chính quyền Nga thì có trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử sắp tới an ninh an toàn, bảo đảm hiệu quả. Và không chỉ là muốn tổ chức tốt mà chính quyền Nga còn muốn là những cái đường lối chính sách của mình, chiến lược của mình là được cử tri ủng hộ. Và những cái lực lượng chính trị mà chia sẻ cái chiến lược, cái chính sách, cái quan điểm của chính quyền ấy thì cũng sẽ giành được nhiều chỗ đứng, nhiều ghế ở trong Duma để tạo ra một cái lực lượng ủng hộ cho những cái bước đi tiếp theo về mặt luật pháp. Thì chúng ta cũng biết là Đảng nước Nga Thống Nhất ở Nga là một đảng lớn, mấy nhiệm kỳ vừa qua là thường chiếm nhiều phiếu nhất, nhiều ghế nhất ở trong quốc hội, trong Duma quốc gia. Mà Đảng nước Nga Thống Nhất thì ở Nga gọi là đảng của chính quyền,
không phải đảng cầm quyền mà đảng của chính quyền. Thì đương nhiên chính quyền Nga trong này có ông Putin. Ông Putin thì với tư cách là tổng thống thì không thể làm chủ tịch cái đảng này được. Hiện nay chủ tịch đảng là ông Medvedev, Dmitry Medvedev. Khi cái nhiệm kỳ mà ông Putin làm thủ tướng, mà ông Medvedev làm tổng thống thì ông Putin là chủ tịch đảng này. Nhưng mà khi là tổng thống thì gọi là đứng ngoài các đảng. Và ông Putin chắc chắn cũng mong muốn là đảng nước Nga thống nhất sẽ giành được những thắng lợi quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới. Và với tư cách người đang điều hành chính quyền, lãnh đạo cả nước, thì rõ ràng cũng có những cái tuyên bố, những cái biện pháp để mà hướng tới cái mục tiêu đó. Do đó tôi nghĩ là thông điệp vừa rồi, tôi không muốn nói là nó là như thể là cương lĩnh tranh cử, nhưng rõ ràng có tính đến yếu tố sắp tới có cuộc bầu cử quan trọng. Và hiện nay ở nước Nga tình hình đã bắt đầu sôi động. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Đông Phát. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin thì nước Nga đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng khích lệ. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì nước Nga cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn do các đòn trừng phạt kinh tế, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 hay do căng thẳng ngoại giao với các nước phương Tây. Và những nội dung trong thông điệp liên bang lần này của Tổng thống Nga có thể sẽ gợi mở hành động tiếp theo của Nga đối với vấn đề này. Trước khi bước vào phần tiếp theo của chương trình thì kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi. Theo ước tính của Cơ quan Thống kê Quốc gia Nga, trong năm 2020, nền kinh tế Nga chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất trong 11 năm qua, vào khoảng 3,1%. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cũng như căng thẳng địa chính trị. Tính đến tháng 4 năm 2021, Nga vẫn là quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao thứ 5 thế giới với 4,7 triệu ca nhiễm và hơn 100.000 người tử vong. Dù là quốc gia đầu tiên đăng ký vaccine ngừa COVID-19, tỷ lệ tiêm chủng của Nga vẫn chưa xứng đáng với kỳ vọng, với chỉ hơn 8 triệu người được tiêm. Trên lĩnh vực đối ngoại, mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây đang trở nên hết sức căng thẳng. Ngày 17 tháng 4, chính phủ Cộng hòa Séc cáo buộc nhân viên cơ quan tình báo quân sự Nga liên quan tới hàng loạt vụ nổ bí ẩn tại một kho đạn của quốc gia này vào năm 2014 và trục xuất 18 nhà ngoại giao của Moscow. Nga đã phủ nhận cáo buộc trên và đã trục xuất 20 nhà ngoại giao Cộng hòa Séc về nước. Hoa Kỳ cũng đã đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các quan chức chính phủ và doanh nghiệp Nga với cáo buộc Nga đã tấn công quy mô lớn vào hệ thống máy tính của chính phủ nước này. Trong khi đó, quan hệ Nga-Ukraine thời gian gần đây gia tăng căng thẳng liên quan tới cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, ông đánh giá ra sao về tình hình nước Nga hiện nay? Nếu như chúng ta cùng nhìn lại lịch sử thì nước Nga đã từng bao giờ gặp phải những cái khó khăn như thế này trong quá khứ hay chưa? Theo tôi thì đã nhiều lần, nhiều thời kỳ nước Nga đứng trước những thách thức, những khó khăn như hiện nay rồi. Đơn cử như là chỉ ta lấy cái mốc 2014 là một, có thể là một cái bước ngoặt đưa nước Nga sang một trang mới trong sự phát triển của nước Nga và trong mối quan hệ của nước Nga với thế giới xung quanh, đặc biệt là với phương Tây. Vì cái năm 2014 thì là đầu tiên thì có thể nói là ở nước Ukraine láng giềng diễn ra những cái sự kiện rất lớn, chính biến, thay đổi chính quyền, và chính quyền ở Ukraine là chuyển sang là hoàn toàn là có những chính sách mà chống Nga. Và xảy ra sự kiện Crimea trưng cầu ý dân, rồi sau này sáp nhập vào Nga, rồi xảy ra những cái vấn đề là phương Tây cấm vận Nga, trừng phạt Nga, và quan hệ từ đấy rất căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây và với Ukraine. Trong khi đấy thì những cái vấn đề của phía phương Tây mà đối với Nga đấy, thì NATO vẫn là mở rộng và hướng tới việc tiếp tục mở rộng nữa sang hướng Đông, tiến tới biên giới Nga, vân vân. Đấy là những cái vấn đề mà Nga cảm thấy nó có những cái sự bất an về an ninh quốc phòng, những cái sự mối đe dọa. Và có những cái sự việc khác, chẳng hạn cũng năm 2014 thì xảy ra cái vụ máy bay dân dùng của Malaysia mà bị bắn rơi trên bầu trời của vùng Donbass của Ukraine, tức miền đông Ukraine. Thì khi vừa bị máy bay bị rơi gãy thì tất nhiên là đấy là một thảm họa lớn. Thì lập tức một chiến dịch có thể nói là tuyên truyền truyền thông rầm rộ, coi như đổ lỗi ngay cho Nga, mà thậm chí đổ lỗi ngay cho cá nhân Tổng thống Putin. Thì rất rầm rộ, và Nga cũng phải chống đỡ với những cái như thế, là cũng rất khó khăn. Và do khủng hoảng kinh tế nói chung của thế giới ở những cái giai đoạn ấy, rồi do cấm vận, do nhiều vấn đề khác nữa, thì kinh tế Nga cũng rất khó khăn trong nước. Và một trong những mục tiêu của cấm vận của phương Tây là làm cho nhân dân Nga khó khăn để bất mãn với chính quyền.
thậm chí là trong những cái lực lượng có thể nói là cầm quyền, những cái chính đảng chính trị ở Nga nó cũng có thể là bất bình về chính sách của Tổng thống Putin và của chính phủ Nga để mà tạo ra những cái sự bất bình trong xã hội, v.v. Thì nước Nga từ đó đến nay có thể nói là thường xuyên vấp phải những khó khăn, những thách thức do bên ngoài và cũng do những vấn đề nội tại của đất nước mình nữa. Ví dụ cơ cấu kinh tế bất cân đối, chậm thay đổi, rồi những cái vấn đề như giá dầu trên thế giới giảm, v.v. tạo nên nhiều khó khăn, rồi dịch bệnh như chúng ta biết vừa qua, Covid-19 và một số thứ khác. Thì tuy nhiên thì theo tôi tình hình có nhiều khó khăn, đời sống người dân cũng có khó khăn hơn trước. Chẳng hạn như đồng rúp đã mất giá khá nhiều, tất nhiên thời gian gần đây ổn định ở mức khá yếu so với đồng đô la, nhưng mà tương đối ổn định. Thì đồng lương thực tế của người dân cũng như một số vấn đề khác nó sẽ khó khăn hơn. Rồi giá cả gần đây một số mặt hàng nó cũng tăng cao, khó khăn. Nhưng mà về cơ bản kinh tế Nga cũng là được ổn định vĩ mô. Vâng, vừa rồi thì nhà báo Nguyễn Đăng Phát cũng đã phân tích qua về những cái vấn đề trên thực tế hiện nay của nước Nga. Cùng với đó là những cái tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Nga Putin trong thông điệp Liên bang lần này. Vậy thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn sẽ dự đoán ra sao về cái mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây trong thời gian tới? Nói một cách nó nghiêm túc ấy, thì quan hệ vừa đấu tranh vừa hợp tác, đó đều chắc chắn. Căng thẳng vẫn còn tiếp nối. Và theo như trong tư duy triết học ấy, thì cái mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây không bao giờ được giải quyết một cách triệt để nếu như Mỹ vẫn muốn đứng vai trò sen đầm quốc tế. Mỹ vẫn muốn giữ vai trò là số 1, number one. Và không muốn nước Nga trỗi dậy, không muốn Trung Quốc trỗi dậy. Nhưng mà Putin đã từng nói rồi, sang thế kỷ 21, cái chiến tranh lạnh qua rồi. Và sau khi Liên Xô sụp đổ thì vai trò một siêu cường lãnh đạo thế giới cũng qua rồi. Bây giờ là đến lúc thế giới phải đa cực. Và thế giới đa cực ý, thì nó ổn định hơn. Tóm lại, phía trước nước Nga vẫn thế thôi. Đó là gì? Là cái mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây không bao giờ được giải quyết. Nó là bản chất. Chỉ có một điều là nước Nga tập thích nghi. Nước Nga chung sống hòa bình với nó. Nước Nga lại vừa hợp tác với họ, vừa đấu tranh lại để mình tồn tại và phát triển. Vâng, và trong thông điệp liên bang này của mình thì Tổng thống Nga cũng đã nhắc lại cái vai trò tích cực của nước Nga trong việc giải quyết các vấn đề nóng của quốc tế. Vậy thì thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, ông đánh giá ra sao về vai trò của nước Nga trong việc trên trường quốc tế trong cái thời gian gần đây? Theo ông thì những cái kết quả đó nó đã xứng đáng với tiềm lực của nước Nga chưa? Theo tôi là cũng xứng đáng rồi. Nước Nga như câu chuyện lúc nãy tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn có nói là một nước thể hiện cái trách nhiệm. Nước Nga là một nước lớn, ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Một nước lớn không chỉ về lãnh thổ mà về tiềm lực của mình, về cái trách nhiệm của mình rất lớn. Thì cái trách nhiệm thể hiện ở chỗ nào? Ở nhiều điểm. Nếu ta so sánh với Mỹ, đặc biệt Mỹ mà dưới thời chính quyền của ông Donald Trump, tất nhiên bây giờ đã là chính quyền cũ rồi. Nhưng mà ta nhắc lại một chút thì khác xa, bởi vì dưới chính quyền Mỹ của ông Donald Trump ấy, thì là nước Mỹ trên hết. Nước Mỹ quay về chủ nghĩa đơn phương và rút ra khỏi rất nhiều cam kết quốc tế, những cái thỏa thuận quốc tế. Chúng ta biết rồi, tất nhiên ông Biden lên cầm quyền từ đầu năm nay thì ông cũng đã đảo ngược một loạt chính sách của chính quyền cũ của ông Donald Trump. Chẳng hạn như là tái tham gia, nối lại sự tham gia của Mỹ, ví dụ là hiệp ước về khí hậu Paris, rồi vừa qua đã đăng cai tổ chức hội nghị trực tuyến về khí hậu toàn thế giới, vân vân, rồi cũng đã phát đi tín hiệu là xem xét lại để có thể nối lại cái thỏa thuận hạt nhân Iran P5+1, vân vân. Thì nhưng mà nước Nga rõ ràng là thể hiện cái trách nhiệm của mình ở trong nhiều lĩnh vực, và những cái trách nhiệm này đã thể hiện và dứt khoát tiếp tục được thể hiện ở chỗ là bảo đảm an ninh ổn định toàn cầu, kiểm soát vũ khí. Nga và Mỹ là hai nước mà có kho vũ khí lớn nhất thế giới. Nếu không xây dựng, không trách nhiệm thì cũng rất là nguy hiểm. Và tất nhiên là một mình Nga cũng không làm được, nhưng có sự phối hợp với đối tác khác, tức là Mỹ trong và một số nước khác. Chúng ta biết đầu năm nay thì hai nước Mỹ Nga đã nối lại cái hiệp ước START 3, New START đấy, thì cũng thể hiện trách nhiệm của mình. Còn ở những cái cấp độ khu vực và những vấn đề khác thì Nga cũng thể hiện rất trách nhiệm. Thời gian gần đây thể hiện rất rõ. Chẳng hạn trong vấn đề mà có thể để mà thực hiện hoặc là nối lại cái thỏa thuận hạt nhân Iran thì Nga có vai trò rất lớn chỗ này.
hoặc là vừa qua Nga đã tham gia để giải quyết xung đột Nagorno-Karabakh ở những cái vấn đề lớn cũng như những vấn đề khu vực, những cái vấn đề truyền thống cũng như không truyền thống, thì Nga cũng đã thể hiện trách nhiệm và vai trò của mình. Mà theo tôi nghĩ, nếu các đối tác của Nga, Nga thì sẵn sàng hợp tác, đã tuyên bố nhiều lần rồi, hợp tác trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi vì cái chung, mà nền tảng là ví dụ hòa bình phát triển thì dựa trên cơ sở Liên Hợp Quốc, hiến chương Liên Hợp Quốc, và những đối tác khác cũng hợp tác với Nga thì sẽ cùng nhau giải quyết được rất nhiều vấn đề của thế giới và khu vực. Vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát và thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn ạ. Qua tất cả những cái vấn đề đối nội và đối ngoại được đề cập trong cái thông điệp liên bang lần này của Tổng thống Nga Putin, thì ông sẽ hình dung ra sao về diện mạo của một nước Nga sắp tới đây? Là nếu tình hình nó cứ như thế này nhé, không xảy ra xung đột vũ trang, không xảy ra những biến cố lớn, mà nó cứ bình bình như trong khoảng 10 năm qua, thì cái dễ thấy nhất là tiềm lực quốc phòng an ninh của Nga lên một bước phát triển mới cao hơn bây giờ nhiều. Và đến lúc đấy thì có thể nói là Nga Mỹ trong tương quan lực lượng về quốc phòng là kỳ phùng địch thủ, hay nói một cách khác là nước Nga lấy lại vị thế siêu cường về quân sự của thời Xô Viết và có những mặt đã vượt xa Mỹ. Thế nhưng khi nói đến lĩnh vực khác, chẳng hạn về kinh tế, thì tôi cũng lạc quan dè dặt, anh Phát ạ. Tốc độ phát triển kinh tế của nước Nga rất chậm, GDP tăng trưởng cũng rất chậm, quy mô của nền kinh tế thì lớn đấy, và Nga rất muốn vượt Đức, vượt Pháp, thậm chí vượt Anh để ngoi lên vị trí thứ 5 của thế giới, top 5. Chúng ta tin một điều rằng là gì, là Nga sẽ lấy lại cái vị thế cân bằng trên trường quốc tế, đặc biệt vai trò quân sự, và nó trở thành là Mỹ không phải là trở thành nhân vật độc quyền lãnh đạo thế giới như trước kia nữa, muốn làm mưa làm gió được nữa. Và tôi thì tôi nghĩ rằng là trong khoảng 10 năm nữa thì thế giới có thể ổn định hơn. Ổn định hơn. Tôi tin chắc rằng là cũng không có những cái cuộc tranh tranh lớn xảy ra nhờ cái xuất hiện cái là chủ nghĩa đa cực. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ đón cái kết quả của cuộc bầu cử Duma quốc gia cuối năm nay để một lần nữa có được một cái nhìn rõ ràng hơn về diện mạo của một nước Nga trong thời gian sắp tới, đúng không ạ? Và một lần nữa thì xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn và nhà báo Nguyễn Đăng Phát đã đến với tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý khán giả và các đồng chí, diện mạo của nước Nga trong thời gian tới rõ ràng vẫn là câu chuyện của thì tương lai. Tuy nhiên, qua những phân tích của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, những người làm chương trình chúng tôi hy vọng rằng sẽ giúp cho quý khán giả và các đồng chí phần nào hình dung về vấn đề này. Là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, thừa kế vị thế chính trị cùng tiềm lực khoa học, quân sự, tài nguyên thiên nhiên và con người to lớn từ Liên Xô, nước Nga được kỳ vọng sẽ có vai trò tích cực hơn đối với các vấn đề chung của thế giới. Và xin chúc cho những mục tiêu mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập trong thông điệp liên bang sẽ thành công, và nước Nga sẽ có những đóng góp xứng đáng hơn, đúng như tiềm năng, vị thế cũng như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế về quốc gia này. Và tới đây thì chương trình Người quan sát tuần này xin được dừng lại. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.